Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng với sự thua thiệt về lực lượng, câu lạc bộ Khánh Hòa được dự đoán sẽ khó có thể tạo nên bất ngờ cho nhà đương kim vô địch, câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tại vòng 6 V-League 2023-2024, nhà đương kim vô địch, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có một trận cầu đầy thất vọng khi để cho đội bóng tân binh Quảng Nam cầm chân ngay tại hàng dãy với trận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã nối dài chuỗi trận không thắng tại V-League của mình lên con số 3 và một điều đáng chú ý là cả ba trận đấu này đều là dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Gong Okun Điều này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cần thời gian để làm quen với dàn sao bạc tỷ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thế nhưng khi mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tụt xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Bình Dương 4 điểm thì huấn luyện viên Gong Okun cũng hiểu là mình cần phải nhanh chóng cải thiện năng lực chơi bóng của đội nhà nếu không muốn mọi chuyện trở nên khó kiểm soát và rất có thể ở vòng đấu tới. Thầy trò ông Gong Okun sẽ được hưởng chọn niềm vui chiến thắng với đội bóng mới khi mà đối thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ là một Khánh Hòa đang chìm trong khủng hoảng. Với thất bại 1-3 trước Hải Phòng ở vòng trước, đây cũng là thất bại thứ năm của Khánh Hòa trong 6 trận đã đấu. Chỉ có duy nhất một trận đấu họ giành được chiến thắng là trước Quảng Nam ở vòng 3. Còn ở các trận còn lại, đội bóng phố biển đều gây thất vọng với những thất bại trước các đối thủ. Trong bối cảnh tình hình tài chính của câu lạc bộ Khánh Hòa đang có những vấn đề, cộng thêm việc huấn luyện viên trưởng Võ Đình Tân vừa từ chức, đội bóng chủ sân 19 8 không được đánh giá cao khi tiếp đón nhà đương kim vô địch câu lạc bộ công an Hà Nội. Với sự chênh lệch quá lớn về trình độ cộng thêm sự sa sút về tinh thần, rất khó để đội chủ nhà có thể tạo ra bất ngờ trong trận đấu này. Còn nhớ là ở Cúp Quốc gia mùa bóng 2023 diễn ra hồi đầu năm nay, các cầu thủ câu lạc bộ công an Hà Nội đã từng đánh bại Khánh Hòa ngay tại sân 19 tháng 8 với tỷ số 3-1. Và nếu Quang Hải và các đồng đội chơi đúng sức thì họ hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành 3 điểm ở trận tới. Có thể nói đến lúc này của mùa giải, không nằm ngoài dự đoán. Khánh Hòa đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn khi tiền ít nên không thể mua sắm lực lượng tốt. Kết quả đến thời điểm này phản ánh đúng thực lực của đội bóng phố biển. Dù vậy, Khánh Hòa cũng đã có một trận thắng trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Quảng Nam. Dù không mang về kết quả như mong đợi và đối mặt với vấn đề tinh thần do bị nợ tiền trước đó, nhưng có thể thấy các cầu thủ vẫn luôn ra sân với tinh thần khát khao cống hiến rất lớn. Trên sân nhà, Duy Thanh và đồng đội luôn chiến đấu hết mình. Họ thua là do năng lực và thiếu sự may mắn chứ không hề kém cạnh đối thủ về tính chiến đấu. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang trải qua những tháng ngày khó khăn dưới thời huấn luyện viên Gong Okyun. Nhà đương kim vô địch V-League vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 trận đấu ở sân chơi cao nhất mùa này. Đặc biệt, việc bị Quảng Nam cầm chân ở lượt trận vừa qua là kết quả tệ hại bởi đối thủ này không mạnh như Nam Định, không khó chơi như Hải Phòng để khiến họ phải mất điểm. Trong chuyến làm khách này, mục tiêu của câu lạc bộ Công an Hà Nội là phải giành chiến thắng. So về tương quan lực lượng, đội khách vượt trội hơn rất nhiều so với Khánh Hòa. Tuy nhiên, huấn luyện viên gong okiun phải có giải pháp tốt cho hàng công dự đoán khánh hòa nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự để hy vọng có điểm nên nhớ rằng đây là chiến thuật của quảng nam đã khiến cho câu lạc bộ công an hà nội rơi vào bế tắc lý do các phương án tiếp cận cầu môn đối phương của nhà đương kim vô địch ít đột biến thiếu sự linh động gheo van dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình trong khi junior không phải là chân sút có thể đặt niềm tin việc quảng nam cầm chân câu lạc bộ công an hà nội là bài học để khánh hòa có thể noi theo tuy nhiên lực của Khánh Hòa bị đánh giá yếu hơn so với đội bóng xứ Quảng nên không dễ cho tân huấn luyện viên trưởng Trần Trọng Bình có điểm trong ngày ra mắt, cho dù chơi phòng ngự số đông đi chăng nữa.